chờ là chờ nhau nhé, đôi tay cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mềm, làm lòng này sao xuyên nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời, lòng bồi hồi giây phút khi đôi mắt em đang nhìn anh. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời, kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. Chiều ngày hôm nay chúng ta đến với phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có kết cấu là một trệt hai tầng lầu với diện tích là ngang 5,5 m, độ sâu là 15. Đường trước mặt là đường xe hơi, đường rộng 5 m và thông hai đầu. Với con đường này đó, cô bác chị sẽ phải ra khoảng 100 m, đó là sẽ gặp đường Trung Mỹ Tây 2A và gặp trung tâm tiêm chủng VNDC về ngã tư An Sương. Với hướng chính là hướng chính Tây. Căn nhà có kết cấu là một trệt hai tầng lầu, pháp lý là sổ hồng riêng. Với một khu vực sân đậu xe này, đậu xe gắn máy thôi. Đó. Phòng khách, nhà bếp có 3 phòng ngủ nhưng mà có tới 4 nhà vệ sinh, có 3 triệu. Sổ hồng riêng rồi và có hồng công đầy đủ. Căn nhà này đang được anh chị chủ nhà chào bán với một mức giá rất là hời, chỉ có 4.950.000.000 đồng, nhưng mà giá này thì vẫn còn thương lượng. Với 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng khách và nhà bếp, căn nhà của chúng ta được tặng một chiếc tivi, 2 chiếc máy lạnh và một chiếc tủ lạnh này. Với không gian bếp này thì rất là rộng rãi thoải mái, căn nhà mình đây phù hợp cho một đại gia đình có 3 chị chúng ta sử dụng. Với vị trí địa lý là cách ngã tư Trung Chánh, đường Nguyễn Thủ, nhà sách nhà Nguyễn Văn Cừ và siêu thị Comac chỉ khoảng 70m thôi. Cô bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin một lòng liên hệ về cho nhà đất Hoa Lan Anh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hoa Lan Anh sẽ trực tiếp dẫn cô bác chị xem căn nhà này và gặp trực tiếp chính chủ để cô bác chị thương lượng sở hữu ngay căn nhà phố này. Trên tầng lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ rộng và 2 nhà vệ sinh được khép kín bên trong. Phòng ngủ nào cũng rộng, căn nhà này thích hợp cho một đại gia đình có 3 chị chúng ta sử dụng, vừa làm được văn phòng đại diện công ty. Làm nhà thì rất là rộng rãi rồi. Đó. Bởi vì ngang tới 5,5 m. Phòng ngủ nào cũng được lắp đặt nhà vệ sinh. Rất là tiện lợi. Mỗi phòng ngủ thì được tặng một chiếc máy lạnh này. Và đây là phòng ngủ số 2. Với giá đang chào bán chỉ có 4.950.000.000, nhưng mà giá này thì vẫn còn thương lượng. Căn nhà mình là sổ hồng riêng, đã hoàn công đầy đủ rồi. Thì đương nhiên cô bác chị sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 70 hoặc 80% giá trị của căn nhà này. Và bây giờ là em mời các bác chị lên trên tầng lầu 2.
Đây là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ rất là rộng. Ngoài này cũng có thêm một chiếc ban công này. Đó. Và căn nhà mình có một chiếc sân phơi phía sau rất là rộng. Đây, đã được làm này. Khung bảo vệ này. Rất là an ninh, kiên cố rồi. Có bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng cứ liên hệ với bên em theo khung giờ nào cũng được. Em xin cảm ơn.